Ok, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của NTH Vlog nha. Ok, chúng ta cũng vào đánh đấu trường chân lý mùa mới anh em ơi. Bạn nào chưa đánh mùa mới này thì có thể vào để mà đánh mùa mới ngay nha. Mùa giải mới đã đến rồi. Mùa giải mới đã đến rồi các bạn ơi. Anh em nào còn chưa chơi thì vào chơi thử để mấy trận đi. Vui lắm anh em ạ. Hứa là vui luôn đấy. Rất là vui. Cái gì này nhặt cái gì ra anh em? Kiếm răng này, các thứ này. Kiếm răng này. Địch có nhặt được cái gì chưa? Ồ, nhặt được cái răng này nhặt. Ồ. Mình chỉ cần răng thôi. Được cái gì đây nhỉ? Không biết được cái gì đây. À, được cái cung các bạn ạ. Mình có cần cung đâu. Cho cái gì nó thực tế hơn một tí xem nào. Đừng có cung kiếc làm cái gì cho nó mệt mỏi ra. Cung mới chẳng cung. Lương tiếp viên kiểm xét. Thương của tiếp viên Vietjet. Mức lương hàng không năm 2021. Mức lương bình quân cái gì đây? Pháp sư. Lấy luôn một cái thần tượng anh em. Sợ béo anh. Trời ơi, trận này nó ra toàn cái gì này. Làm ơn đi mấy bồ. Ra cái gì nó ngon ngon hơn một tí đi. Mẹ mày ra cái này làm gì không biết. Lực lượng ở tiếp viên cũng nhiều sợi đó. Lương của Vietjet khoảng 19 đến 25 triệu. Lương hàng khác nước ta lại như sau. Mức lương bình quân của tiếp viên. Mức lương bình quân của tiếp viên hàng không thì mức lương Việt Nam là mức cao nhất 25 triệu một tháng. Lương của Jetstar là 18 triệu. Lương người cùng 19 đến 25 triệu. Mẹ nhiều tiền phết nhỉ. Nhiều tiền đấy. Cái gì đây? Ui mẹ, mà trận này nó ra toàn bài gì này? Chết tôi không cơ chứ. Chết rồi. Mẹ, trận này nó ra toàn cái đồ đéo gì anh em ạ. Chết rồi. Hỏng rồi, như này là tôi thấy toang rồi đấy. Nếu không hiểu trận này bắn toàn ra cái gì ấy. Áp đồ cho con này nó bắn vậy. Sợ đấy gì. Gặp con này hai thì không có tuổi. Mày có con này mình áp được cho nó tí đồ không nhận toang. Thắng là được thưởng một vàng. Đấy, lấy được con Camille luôn. Camille thách đấu. Hệ thách đấu. Nó là tộc thách. Nó lại còn là tộc à. Ơi mình nhầm. Đấy, hai đồ sĩ đấy. Oánh đi. Bán con này đi cho này vào. Ơ kìa. Đây, bán con này đi. Cho này ra đây. Ừ, thế là hợp hợp lý rồi gì. Hợp tình hợp lý rồi còn gì nữa. Hai thách đấu này. Má, trận này nó bắt tôi đánh thách đấu à. Tôi có định đánh thách đấu đâu. Mà lại cho đánh thách đấu. Trời ơi. Múc nó. Kéo đi, kéo hồn đi. Đây. Y lao tấn công mục tiêu đồng thời liên kết linh hồn với mục tiêu trong 5 giây và gây 300 sát thương phép. Nhận được hồi máu tương đương 30 lượng sát thương gây ra. Được hồi máu à. Ui giời. Ui giời. Ô kìa thắng kìa. Vãi nồi. Ơ sao lại thắng được quả hài hước thế nhỉ. Lại liên xạ học viện rồi.
Có thằng nào học viện nữa không? Lại một thằng đánh thách đấu. Mình là mình không đánh thách đấu các bạn ạ. Đây, gà gen này. Mình thì mình có đánh thách đấu đâu. Gà gen thì nó là hậu vệ. Vãi Camille này. Thôi xong rồi trận này lại đổ ấy rồi. Trận này khả năng mình phải đánh thách đấu rất cao rồi này. Nhưng mà thách đấu cũng lấy cơ. Ui dồi ôi, hậu vệ hai này. Đánh con Queen kìa. Yeah, con Queen sát thương chủ lực kìa các bạn ơi. Đánh con Queen kìa. Đấm con Queen ấy. Thế đéo nó lại bị ấy kìa. Rồi hay lắm bạn ơi. Rồi sau trận này u sông này mà đã mất 78 máu này. Ông này AFK à? Định mệnh hình như AFK hay sao các bạn? Đéo có chuyện ấy thế. Lấy cung được. Cung quăng giết các thứ kiếm các cũng được. Lấy kiếm này. Rồi đấy có rồi. Không có cung rồi. Không có cung thì ta lấy phép lấy kiếm vậy. Xem trận này nó như nào để mới ghép đồ được anh em nhá. Mình chưa dám ghép đồ luôn. Ghép đồ luôn lắm lúc mẹ không hay lắm. Nói chung đánh thì vẫn phải là đồ chuẩn. Chứ còn đánh ấy thì nói làm gì đâu. Đánh bừa ấy thì nói làm gì. Nãy giờ zone chả ra con đéo gì. Không ra con gì luôn. Không sao đánh tạm. Nếu mà cái tình hình cứ như này có khi phải đánh thách đấu thật. Có khi phải vã thách đấu rồi. Thách đấu thì được nhận tốc độ đánh. Ôi bọn này nó cũng căng đấy. Thằng nào đây? Kaliming. Hai học viện, hai sát thủ. Định mệnh nó đã up cả cái ấy cho con ấy rồi. Trâu thế. Rồi xong rồi trận này thua rồi. Cố lên bạn ơi. Ôi bạn, ấy ôi mẹ mày được thiết bảng đầu á. Này. Ô thôi mua nhầm. Mình cần một con mình cần quyền năng khổng lồ mình thấy cũng mạnh đấy. So với những cái khác là mình thấy rất là mạnh. Cái này này gây thêm 20 sát thương nếu mục tiêu có trên 1.800 máu tối đa tỷ lệ này được lên 60 tỷ lệ được tăng lên 60%. Cũng mạnh đấy chứ. Cho mấy cái đồ này cho nó chém tanh được đấy chứ nhỉ. Mẹ chém tanh chém giết các thứ chém xuyên giáp lấy thêm cái dịch khổng lồ nữa với cái huyết kiếm nữa cũng được. K10 tôm thằng này vẫn nãy giờ thằng này điên xạ hộ vệ học viện. Bài này nói chung thì mình bọn nó đánh học viện cũng nhiều đấy. Đây thằng này cũng học viện này. Thằng này đánh học viện sát thủ à? Thằng này thì đánh thách đấu. Thằng này thì đánh thách đấu rồi. Giờ chỉ có thằng nào mẹ mới đỏ hơn thôi. Thằng nào đỏ hơn thằng đấy ăn thôi. Mình lấy gỗ thách đấu đề phòng. Nếu mà không có thì mình phải đánh thách đấu ngay. Học viện thách đấu thì được. Mẹ trận này nó bắt mình đánh học viện rồi. À thách đấu rồi. Nhìn này là thấy mệt rồi đấy. Hai Warwick này. Mẹ lại toàn ba đối thông rồi. Cố lên cố lên cố lên. Trông mặt con này đi lúc nào nó cứ vinh 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 cái mặt lên nhìn buồn cười vẫn nổi ra. Ngoại binh này thách đấu này. Bobby vệ sĩ. Samira thách đấu. Hai hậu vệ. Hai đấu sĩ được tăng máu.
hai hộ vệ, hai đấu sĩ để áp đồ con Samira đánh này. Con Samira hạng khó lên hai vãi nổi ra. Đây đổi sang đây cho dễ nhìn. Cách đấu thì có một con lên hai rồi, còn mấy con kia vẫn chưa đi đâu. Ây, gặp ngay thằng top 1 này. Mẹ à, là năm nữa. Thằng này nó lại còn up cả cái ấy nữa chứ. Trâu quá, trận này thua đậm. Trận này thua đậm rồi. Ui, ôi, mất một đống máu luôn ạ. Mẹ à, mất phát mình mấy máu luôn. Sao mấy ông này chưa chi đã mẹ còn năm mấy máu này. Vãi nồi ạ. Gì đây? Cái gì thế? Mẹ à, chưa chi đã mất một đống máu rồi. Chết 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 chết. Các thành niên đánh như này là chết dở đấy. Zana này. Hai thần tượng. Thần tượng thì chỉ có Taric thôi. Đánh mẹ Taric này. Taric khỏe vãi nổi rồi. Bọn này lại cái bài mẹ mày. Pháp sư. Pháp sư với thần tượng. Mẹ con thần tượng châu vãi nổi rồi. Thề với anh em con thần tượng châu lắm. Đây, đợt này bọn nó toàn sao ban bài pháp sư này. Bó hút pha sữa này. Nó toàn sao ban bài pháp sư này. Lạ đéo bọn này. Con Bắc thì nó là chủ đạo. Nhận một ấn học viện này. Warwick này. Ba thách đấu, có thằng nào đánh thách đấu không? Thằng này đánh bốn thách đấu rồi. Kami này. Taric kìa. Đấy Taric này. Nãy giờ mẹ. Nãy giờ chưa có đồ gì để đánh đâu. Đấy mẹ Samina cũng được. Ba học viện. Hai thần tượng. Hai thách đấu. Leona, con này vào cũng được. Ba học viện, ba thách đấu. Ba thách đấu nói chung giờ vào cũng chả giải quyết được gì. Mẹ cái tình hình này thì cũng cút sớm. Mẹ lấy được zone nữa thì ngon. Nếu ra rồi, chán lắm. Đoánh đi, đoánh xuyên giáp đi. Mẹ à, mày thế mà thua à? Cờ thắng này. Ui giời ơi, gặp thằng nào đây? Phú quý bò viên à? Mẹ nó đấm lên này. Chưa ra được con sát thương chủ lực. Nói chung bây giờ nó phải ra con sát thương chủ lực thì mới đỡ được. Không là cút. Đấy găng nhà. Lấy cái răng này. Lấy cái răng tí ra lấy cái kiếm nữa. Ui nó lại lấy mẹ. Lấy cái kiếm nè. Lấy cái kiếm. Đeo con kiếm luôn. À thế bố mình lấy máu. Một lần à. Lấy máu cái đó. Lấy máu mình up cho con camel cái đó. Không toang. Leona này. Tái chế đấu sĩ hộ vệ. Thách đấu. À, đi dắp máu cho Leona này nó đỡ đòn này. Không thì nó cũng cút mà. Ba học viện. Nãy giờ chưa lấy được con Kaizen. Toàn mấy con đéo gì thế nào. Đéo nhét được vào kịch thôi. Mẹ con chuột. Con chuột trâu vãi nổi ra. Cào nó, đúng rồi. Thằng này là PVP, may quá gặp thằng top dưới. Mẹ mấy thằng này nó căng quá. Pháp sư. Bó và sữa mất chuỗi rồi.
Bắt đầu bây giờ chúng nó bật lại. Bắt đầu nó bật lại rồi. Kata. Nốt trận này đi. Nốt trận này xong mình cũng lên lên luôn. Nốt trận này xong mình lên cấp luôn. 32 vàng. Chết chết chết, mẹ nhiều vàng quá. Lấy đâu ra vàng bây giờ? Lấy đâu ra vàng bây giờ? Định mệnh thì nó lại gặp cái thằng gì đây? Thằng này nó đánh nhà phát minh à? Trâu vãi nồi ra. Ui định mệnh nó trâu thế. Ui ôi mẹ mấy con này nó bắn. Vãi nồi ạ. Năm nhà phát minh hai thần tượng luôn ạ. Thua. Chết chết mẹ mày, mình còn 50 mấy máu này các bạn này. Nó đấm cho có trượt cái đéo nào đâu. Hai con học viện thách đấu thì mới lên được có một con. Mày chết rồi. Xong trận này cũng đéo đủ cấp mà lên cơ. Xem trận này ra đồ gì đã thì mới đánh được. 28 tiền mới lên được cấp. Này ra con gì đây? Bán luôn. Ra kiếm này. Ngon rồi, ra Neko. Ra Neko là hợp lý rồi đấy. Quyền năng khổng lồ. Tí lấy cái phép nữa thì hợp lý hơn. Chưa đủ tiền anh em ạ. Nhận 28 lên được cấp. Bốn học viện hai thần tượng cho bố bích ra đã, tí nữa tính sau. Bắn mạnh lên Samira, bắn mạnh lên em, mẹ mạnh mẽ lên xem nào. Ui rồi bị nó thịt luôn, mẹ con chuột vẫn còn sống kìa. Để mình KE mình à, hóa kỵ học viện sát thủ con trâu với anh em ạ. Đéo phải dạng vừa đâu. Rồi xong nó gõ cho cái nữa. Chết 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 mẹ, ở trận này thế này thì cứ thế này thì cút sớm. Không cho con này vào cái, cho con này vào cái đã anh em ạ. Dôn ơi, dôn ơi, dôn ở đâu? Mẹ không thấy dôn là tôi thấy mệt rồi đấy. Mẹ nó mãi không thấy con dôn thì nó cút rồi. Mẹ tình hình như này là cút sớm. Định mệnh vãi cả con liên xạ nó bắn kìa. Bắn nó K10 tôm mà. Phú quý bò viên này. Phú quý bò viên à. Rồi Samina 2. Hai thần tượng. Con này cũng mạnh đấy. Kéo vào đây cho nó liên hoan mấy con này cái. Xem đội hình của nó ở đâu, kéo. Đây, kéo thẳng vào đây luôn này. Kéo thẳng con này vào đây luôn cho anh. Kata 2. Thay vào cho con kia đánh cái. Kéo con Samira về đây. Định mệnh nó lấy được hai con zone rồi kìa. Thằng củ lìn này chết đéo mà nó đã lên được trên cấp này rồi vậy. Đéo hiểu luôn ạ. Bắn mạnh lên, bắn mạnh đi bạn. Đúng rồi. Đá cho nó phát. Mẹ nó lấy, nó sắp lấy được con zone Monfield ra rồi kìa. Thằng lìn này chết dở rồi đấy. Hai thách đấu
trận này mình chưa biết lấy như nào, đánh như nào đây. Lấy cái giáp cũng được. Lấy kiếm màu. Lấy cái giáp cũng 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 được đấy. Hồi lấy cái giáp đi. Tí nữa đếp sau. Bây giờ mình đang cật đồ, ép đồ cho con ấy tí, mẹ không có đồ chết. Không có đồ nó đấm cho mẹ mẹ rụng răng luôn á. Mẹ ngứa tay là zone thôi. Zumi kìa. Zumi này. Zumi này. Đấy, Zumi đấy, đánh đi. Tha hồ mà đánh. Tha hồ mà vụt. Có Kalista này. Thế đéo là nó ra toàn con đéo thì không biết. Mẹ vương víu quá đi mất. Đúng rồi, bắn nó đi. Camila bắn được không? Camila bắn được. Cố lên em, cố lên. Cố lên, cố lên một phát nữa thôi. Cố lên nào, mẹ Blitz ơi. Đấy, con kia đôi nó lao ra nó đánh nó kìa. Kìa. Mẹ mình đánh mệt thế nhở. Thôi rồi, cút à. Nhau rồi cút sớm đi. Chết 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 chết. Ở đầu trận chiến. Đốt cháy tất cả kẻ địch. Mẹ nó đánh mẹ mày thách đấu luôn cho nó máu. Bốn thách đấu. Hai thần tượng. Bốn học viện. Nhận mở ấn thách đấu à. Lên cấp. Bây giờ ít nhất phải lên cấp cơ. Bây giờ mình phải lên cấp. Bây giờ nếu mà bỏ cái này ra thì cũng không ổn. Năm học viện là không được. Bỏ cho một con thách đấu vào. Cho một con thách đấu vào nữa. Đấy, cho một con thách đấu vào. Ba thách đấu rồi. Đấy, đánh đi. Đánh bừa thôi mà các bạn, mình có chủ đánh đâu. Thôi lại kéo con Kalista rồi. Oánh nhanh lên, oánh nhanh lên, oánh nhanh lên, múc, múc đi. Samira bắn được quá nhỉ. Samira bắn tốt quá. Kai'Sa kìa. Ui mẹ nó Kai'Sa 2 không ạ. Định mạnh nó Kai'Sa 2 này. Chết dở mà tôi, chết tôi rồi. Thằng nào vừa nãy nó lấy được con Zhun. Nó sắp lấy được Zhun rồi đấy. Đâu nhỉ, nó đâu nhỉ. Zhun đâu. Thằng nào lấy Zhun ấy nhỉ. Ơ nó đâu ấy. Mình vừa thấy nó lấy được con Zhun mà. Đâu rồi. Đâu thấy nó đâu. Hình như cút rồi sao á. Nó vừa nãy nó level 8 mà. Cút rồi. Chưa chi nữa nó đã cút rồi. Khéo hiểu luôn. Đây rồi, khi ra thách đấu này. Thôi mấy con này chỉ cần đến tầm này thôi. Lấy con Samira này. Cho con Samira vào game cho nó đánh. Đéo biết đánh kiểu gì nữa đây. Khổ thế không biết. Định mệnh Gravet 1. Gravet 1 Leona Taric. Mình không biết có nên để Taric lại không. Bây giờ con đéo nào cũng cần đánh cái gì. Kalista. Kalista chết rồi. Tình hình như này cũng căng đấy. Samira kìa. Nó lấy được mấy con học viện rồi. À xem nào. Lên nhà nó cái giáp gai đi không. Nó cút sớm ấy.
Fiora thách đấu. Fiora thách đấu, 4 thách đấu à. Lấy cho con này cái cuồng cung cho nó bắn đã. Rồi tí nữa tính tiếp. Định mệnh lên 3 mẹ ăn đi đến sau. Vướng vãi cả lìn ra, đéo chỗ mà ấy đánh chứ. Định mệnh nữa kìa. Chết rồi, lắp nó bắn. Mẹ này nữa. Mẹ khó đánh quá các bạn ạ. Không biết đánh nào nữa. Đậu xanh lên 8 bây giờ như lại. Nhận một ấn thách đấu. Cho mẹ con này vào làm thách đấu cũng được. Khỏi ấy đi. Bán mẹ này đi. Cho con này làm ấn thách đấu ấy. Cố lên em ơi. Cố lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Ôi giời ơi, Samida bị nó đánh kìa. Đéo đánh nổi luôn ạ. Không có hàng phòng thủ để đéo ấy được đâu. Ôi giời ơi, cút luôn ạ. Mẹ làm Trần Văn cút luôn đi. Thôi xem nó chúng nó đánh như nào. Mẹ bọn này đánh pháp sư nhiều thế. Đế chế này. Đế chế nhà phát minh ngoại binh. Chị em hóa kỵ không có lắc thì cút thôi, cút sớm, cút ngay ở level 3 đấy. Một cảm giác mẹ gọi là nhục không hề nhẹ thôi, nhưng mà mẹ đang thắng thua là chuyện bình thường anh em ạ, ngu thì thua thôi, à quên, đen thì thua rồi, còn mẹ đỏ thì thắng, biết làm sao. Chúng nó đỏ quá thì phải chịu thôi. Chúng nó dồn ra mẹ mấy con này khó, khó chịu vãi nổi ra. Nhất là con Samira. Con Samira là một con bắn khá đau. 5, 6, 7. Cái bài pháp sư mà không dồn được ra thì cút sớm. Đánh bài pháp sư là phải dồn được ra mấy con. Nhất là bốn pháp sư. Con Bắc cũng là một con chịu đòn tốt đấy. Con Bắc đấy các bạn. Con Bắc con đấy chịu đòn mình trâu vãi nổi luôn ạ. 1, 3, 5, 7. Đánh bài pháp sư không dồn được ra là cút. Đơn giản thế thôi. Cho nên là phải dồn được ra nha các bạn nhá. Tương tự bài học viện cũng thế. Không dồn được ra là cút. Đợt này bọn nó toàn sở ban bài học viện thôi. Toàn sở ban bài học viện để leo top. Thằng nào cũng thế, đi đâu cũng thấy học viện. Đi đâu cũng thấy học viện siêu anh hùng hết. Mình đen quá rồi mãi đâu ra học viện. Ra toàn cái đéo gì. Mà thử ra zone 2 xem. Mẹ ra được con zone 2 là xong mẹ game rồi. Thôi không sao. Ôi thôi chết chết. Mình lại tận tí cho mình tắt nhầm live stream các bạn. Đang live stream mà tự nhiên lại cứ tưởng là tắt đi mất rồi. Ấn nhầm, mình đang định mở cái tab mới. Thế mà lại ấy. Số tự nhiên. Số tự nhiên là cái gì? 19 19 19 19 19 này 20 này 20 này 20 20 20 20 20 21 22 và 23 cái cuối.
23 và 30 lên lịch luôn. Ok. Xong. Ok.